Thiện hiện ví như cú nghĩa nhãn thức giới cho đến cú nghĩa ý thức giới của nhà ảo thuật thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa nhãn xúc cho đến cú nghĩa ý xúc của nhà ảo thuật thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến cú nghĩa các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra của nhà ảo thuật thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa địa giới cho đến cú nghĩa thức giới của nhà ảo thuật thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô minh cho đến cú nghĩa lão tử của nhà ảo thuật thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như nhà ảo thuật thực hành cú nghĩa pháp nội không cho đến cú nghĩa pháp vô tính tự tính không thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như nhà ảo thuật thực hành cú nghĩa bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thật không có sở hữu. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa sắc tướng cho đến cú nghĩa thức tướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng nhãn xứ cho đến cú nghĩa tướng ý xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng sắc xứ cho đến cú nghĩa tướng pháp xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng nhãn giới cho đến cú nghĩa tướng ý giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng sắc giới cho đến cú nghĩa tướng pháp giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng nhãn thức giới cho đến cú nghĩa tướng ý thức giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng nhãn xúc cho đến cú nghĩa tướng ý xúc của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến cú nghĩa tướng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng địa giới cho đến cú nghĩa tướng thức giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô minh cho đến cú nghĩa lão tử của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng pháp nội không cho đến cú nghĩa tướng pháp vô tính tự tính không của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa tướng bốn niệm trụ cho đến cú nghĩa tướng 18 pháp Phật bất cộng của Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu.
Thiện hiện ví như trong giới vô vi, cú nghĩa giới hữu vi thật không có sở hữu. Trong giới hữu vi, cú nghĩa giới vô vi cũng thật không có sở hữu. Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Vì sao thiện hiện? Ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của sắc cho đến thức, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của nhãn xứ cho đến ý xứ, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của sắc xứ cho đến pháp xứ, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của nhãn giới cho đến ý giới, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện, ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của sắc giới cho đến pháp giới, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của nhãn xúc cho đến ý xúc, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện, ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của địa giới cho đến thức giới, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của vô minh cho đến lão tử, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện, ví như cú nghĩa vô sanh vô diệt cho đến cú nghĩa vô nhiễm vô tịnh của bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện, ví như cú nghĩa các tướng của sắc cho đến thức rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa các tướng của nhãn xứ cho đến ý xứ rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu.
Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của sắc xứ cho đến pháp xứ rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của nhãn giới cho đến ý thức giới rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của sắc giới cho đến pháp giới rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của nhãn thức giới cho đến ý thức giới rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của nhãn xúc cho đến ý xúc rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng nhãn xúc cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của địa giới cho đến thức giới rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của vô minh cho đến lão tử rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa các tướng của bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa ngã cho đến kiến trong sự rốt ráo thanh tịnh, thật không có sở hữu vì tánh phi hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như khi mặt trời mọc, cố nghĩa tối tăm thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như khi đại kiếp đã hết, cố nghĩa các hành thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như Như Lai ứng chánh đẳng giác, cố nghĩa phạm giới trong nhóm tịnh giới thật không có sở hữu. Cố nghĩa tán loạn trong nhóm tịnh định thật không có sở hữu. Cố nghĩa ngu si trong nhóm thanh tịnh trí tuệ thật không có sở hữu. Cố nghĩa trói buộc trong nhóm giải thoát thật không có sở hữu. Cố nghĩa không giải thoát trí kiến trong nhóm giải thoát trí kiến thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như trong ánh quang minh của mặt trời, mặt trăng, trời 33, nói rộng cho đến trời sắc cứu cánh. Cố nghĩa ánh quang minh của Phật thật không có sở hữu. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Vì sao, này thiện hiện, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc Bồ Tát, hoặc cố nghĩa của Bồ Tát, các pháp như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không màu sắc, không hiểu biết, không đối đãi với một tướng nào, nên gọi là vô tướng. Ở trong tất cả pháp, các đại Bồ Tát chẳng phải thật có, không chấp trước, không ngăn ngại, nên siêng năng tu học, thích ứng, chánh giác chi. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tất cả pháp?
Tại sao ở trong tất cả pháp, các đại Bồ Tát chẳng phải thật có, không chấp trước, không ngăn ngại, nên siêng năng tu học, thích ứng chánh giác chi? Phật bảo thiện hiện, tất cả pháp gồm pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng. Những pháp như vậy gọi là tất cả pháp. Các đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp như vậy, chẳng phải thật có, không chấp trước, không ngăn ngại, nên siêng năng tu học, thích ứng chánh giác chi? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tại sao gọi là pháp thiện ở thế gian? Phật dạy, thiện hiện thiện pháp thế gian là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn và bà la môn, tôn kính phụng sự sư trưởng hoặc bố thí bao gồm phước nghiệp sự, hoặc giữ giới bao gồm phước nghiệp sự, hoặc cung cấp giúp đỡ người bệnh gồm cả phước nghiệp, hoặc phương tiện thiện xảo bao gồm cả phước nghiệp, hoặc mười thiện nghiệp đạo của thế gian, hoặc tưởng thấy tử thi trương phình lên, hoặc tưởng tử thi thối rữa, hoặc tưởng tử thi bầm tím, hoặc tưởng tử thi biến ra màu đỏ bầm, hoặc tưởng tử thi bị hủy hoại, hoặc tưởng tử thi bị chim cú ăn nuốt, hoặc tưởng bị tan nát, hoặc tưởng chỉ còn nóng xương, hoặc tưởng đống xương đã bị đốt cháy, hoặc bốn loại thiền định ở thế gian, hoặc bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tùy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xà, niệm Thiên, niệm hơi thở vào, hơi thở ra, niệm sự vắng lặng, niệm thân, niệm chết, những pháp này gọi là thiện pháp thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là phi thiện pháp? Phật dạy, thiện hiện phi thiện pháp là giết hại sanh mạng, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc nói lời dối gạt, hoặc nói lời thô ác, hoặc nói gây chia rẽ, hoặc nói lời tạp thoại bậy bạ, hoặc tham lam, hoặc giận dữ, hoặc tà kiến, hoặc tức giận, hoặc hại, hoặc ganh, hoặc keo bẩn. Những pháp như thế gọi là phi thiện pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là pháp hữu ký? Phật dạy, thiện hiện tất cả pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là pháp vô ký? Phật dạy, thiện hiện hoặc thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp vô ký, hoặc bốn đại chủng vô ký, hoặc năm căn vô ký, hoặc sáu xứ vô ký, hoặc các quần xứ giới vô sắc vô ký, hoặc quả dị thục vô ký, hết thảy các pháp như thế gọi là pháp vô ký. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tại sao gọi là pháp thế gian? Phật dạy, thiện hiện pháp thế gian là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 12 duyên khởi, hết thảy những pháp như vậy gọi là pháp thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tại sao gọi là pháp xuất thế gian? Phật dạy, thiện hiện là 37 pháp bồ đề phần, 3 môn giải thoát, hoặc vị chi, đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn, hoặc tam ma địa có tầm có tứ, tam ma địa không tầm có tứ, tam ma địa không tầm không tứ, hoặc minh giải thoát, hoặc niệm chánh chi, hoặc như lý tác ý, hoặc 8 pháp giải thoát, 9 định thứ đệ, hoặc pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, vô tán không, bản tính không, tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không, hoặc 10 lực như lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hết thảy như vậy gọi là pháp xuất thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tại sao gọi là pháp hữu lậu? Phật dạy, thiện hiện nghĩa là thâu nhiếp hết 3 cõi, 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng tâm, 4 định vô sắc. Các pháp như vậy gọi là pháp hữu lậu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là pháp vô lậu? Phật dạy, thiện hiện nghĩa là 37 pháp bồ đề rộng nói cho đến 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hết thảy như vậy gọi là pháp vô lậu.
Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là pháp hữu vi? Phật dạy, thiện hiện, nếu pháp có sanh trụ dị diệt, hoặc thuộc về ba cõi, hoặc 37 pháp phần bồ đề, rộng nói cho đến 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hết thảy như vậy gọi là pháp hữu vi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là pháp vô vi? Phật dạy, thiện hiện, hoặc pháp không sanh trụ dị diệt, hoặc chấm dứt tham sân si, hoặc chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, tất cả những pháp này gọi là pháp vô vi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là cộng pháp? Phật dạy, thiện hiện, nghĩa là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc của thế gian, tất cả những pháp như thế gọi là cộng pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào gọi là bất cộng pháp? Phật dạy, thiện hiện, 37 pháp phần bồ đề, 3 môn giải thoát, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tất cả những pháp như thế gọi là bất cộng pháp. Đối với hết thảy các pháp tự tướng rỗng không như vậy, các đại Bồ Tát không nên chấp trước, vì tất cả pháp không có phân biệt. Đối với tất cả pháp, các đại Bồ Tát nên dùng pháp vô nhị để làm phương tiện, như hay giác tri, vì tất cả pháp không lay động. Thiện hiện nên biết, đối với tất cả pháp không hai, không lay động, không có phân biệt, không chấp trước, đây là cú nghĩa Bồ Tát. Vì thế nên không cú nghĩa là cú nghĩa Bồ Tát. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao gọi Bồ Tát là Ma Ha Tát? Phật dạy, thiện hiện, ở trong chúng đại hữu tình, các Bồ Tát này là bậc thượng thủ, nên gọi Bồ Tát là Ma Ha Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao gọi chúng đại hữu tình mà Bồ Tát là bậc thượng thủ trong đó? Phật dạy, thiện hiện, hoặc chủng tánh địa, hoặc bậc đệ bát địa, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc mới phát tâm, lần lượt cho đến bậc bất thối chuyển. Các đại Bồ Tát như thế đều gọi là chúng đại hữu tình. Vì Bồ Tát là thượng thủ ở trong đó nên lại gọi là đại. Nghĩa là các Bồ Tát đã phát tâm kiên cố như kim cương dụ, quyết định không hủy hoại và thối lui. Vì vậy nên có thể làm thượng thủ đối với chúng đại hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là tâm kiên cố như kim cương dụ? Phật dạy, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát phát tâm như thế này, ta phải mặc áo giáp công đức lớn ở giữa cánh đồng rộng lớn mênh mang sanh tử vô biên, vì các hữu tình phá giặc phiền não. Ta phải vì khắp tất cả hữu tình làm khô cạn biển lớn sanh tử vô biên. Ta phải xả bỏ tất cả sở hữu, vì các hữu tình làm lợi ích lớn. Ta phải bình đẳng đem lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Tâm không phe đảng và thiên lệch, ta phải làm cho khắp các loại hữu tình đi theo đường tam thừa để đến thành niết bàn. Tuy phải đem tam thừa cứu độ tất cả hữu tình, nhưng ta chẳng hề thấy có một hữu tình nào đắc quả niết bàn. Ta phải giác ngộ rõ ràng tánh của pháp không nhiễm, không tịnh, không sanh, không diệt. Ta phải đem toàn những tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu hành từ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Ta phải siêng năng học để thâm nhập vào cửa trí vi diệu thông suốt tất cả một cách rốt ráo. Ta phải thông suốt một cửa nghĩa lý của tất cả pháp tướng. Ta phải thông suốt hai cửa nghĩa lý của tất cả pháp tướng. Ta phải thông suốt nhiều cửa nghĩa lý của tất cả pháp tướng, không còn chỗ nào để chấp trước. Ta phải tu học các môn diệu trí, thông suốt các pháp tánh dẫn đến công đức thù thắng. Này thiện hiện, đây chính là Bồ Tát đã phát tâm kiên cố như kim cương dụ. Nếu đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này thì chắc chắn sẽ làm bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khởi tâm như vậy, tất cả các loại hữu tình trong tất cả các cảnh giới, địa ngục, bằng sanh, ngạ quỷ và người trời chịu các khổ não, ta sẽ thay họ lãnh chịu đau khổ để họ được an vui. Hoặc các đại Bồ Tát khởi tâm như vậy,
Ta vì lợi ích tất cả hữu tình, nên trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, chịu các thứ khổ nặng nề nơi địa ngục lớn và dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến họ chứng được vô dư niết bàn. Cứ lần lượt như thế khắp vì lợi ích tất cả hữu tình, vì họ mỗi mỗi đều trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, chịu các thứ khổ nặng nề, nên mỗi mỗi ta đều dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến họ đạt được vô dư niết bàn. Làm việc này là đã tự gieo trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp viên mãn sự tu tập nhóm tư lương bồ đề, sau đó mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Này thiện hiện, thệ nguyện rộng lớn như vậy gọi là sự phát tâm kiên cố như kim cương dụ của Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này thì nhất định sẽ làm thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát nên thường phát khởi tâm rộng lớn, nhờ tâm này nên quyết định có thể làm thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Tâm rộng lớn của Bồ Tát trong đây nghĩa là các Bồ Tát sanh tâm như vậy. Ta từ khi mới phát tâm đại Bồ Tát cho đến khi đạt được trí nhất thiết trí, nhất định sẽ không khởi tâm tham dục, sân giận, ngu si, phẫn nộ, ganh ghét, tà kiến và khinh mạn vân vân, cũng nhất định không khởi tâm mong cầu hướng đến thanh văn và độc giác. Đây là tâm rộng lớn của Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này thì quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát thường nên phát tâm không khuynh động, nhờ phát tâm này nên quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Ở đây thế nào là tâm không khuynh động? Nghĩa là các Bồ Tát phát tâm như vậy, ta phải thường dựa vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tập và phát khởi tất cả sự nghiệp mà ta đã tu, đã dựng nên mà không kiêu ngạo. Đây gọi là tâm không khuynh động. Nếu các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này thì quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát bình đẳng phát tâm làm lợi ích an vui cho các hữu tình, do phát tâm này nên quyết định sẽ thường là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Trong đây nói tâm lợi ích an vui của Bồ Tát nghĩa là các Bồ Tát sanh tâm như vậy, cho đến tận cùng đời vị lai ta quyết định phải làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, vì họ mà làm chỗ quay về nương tựa, làm hòn đảo nhà cửa thường không lìa bỏ họ, đó gọi là tâm lợi ích an vui của Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này thì quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn ái pháp, nhạo pháp, hân pháp, hỷ pháp, do yếu tố này quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Trong đây pháp là tất cả pháp không có tánh sai khác, đó gọi là pháp. Ái pháp nghĩa là có ý muốn mong cầu pháp này, nhạo pháp nghĩa là ca ngợi tán thán công đức của pháp ấy, hân pháp nghĩa là hoan hỷ tiếp nhận pháp ấy, hỷ pháp nghĩa là ưa muốn tu tập thật nhiều đối với pháp ấy. Nếu đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường ái nhạo, hân hỷ pháp, không phân biệt, không chấp trước, thì quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình.